Đang xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn ghế câu inox, chất liệu inox và dù. Vải dù rất chắc, chắn. Đây các bạn. Lọc ghế đây. Rất chắc. Dù cái này có tông màu chính, màu xanh, màu dương. Kích thước tựa của ghế đây các bạn, thước tựa ghế là 33, thước mặt ghế đây, thước mặt ghế rộng 28, 28 nhân 30 các bạn nhé. 28 và 30 mặt ghế đấy, của mặt tông màu chính inox và vải dù. Đường kính này, đường kính là phi 10 19, to như to, cứng cáp chắc chắn. Đấy, gấp như này các bạn, thu gọn. Các bạn lật phần này lên trước, phần mặt tựa lên trước, các bạn lấy nhá. Tựa lên trước, các bạn lôi phần này. Các bạn gấp ghế, dựng ghế này. Lôi phần tựa đánh dấu bởi cái dù căng ngang này, dù nhỏ này. Đây là phần ngồi, các bạn lôi phần tựa này. Đơn giản. Vừa rồi Hải Đăng Phát Sinh đã giới thiệu các bạn ghế inox dùng các bạn câu cá dã ngoại, và các bạn nào thích đi dã ngoại để cho gia đình thích hợp quán cà phê về hè cũng được, tùy mục đích sử dụng của các bạn. Hải Đăng Phát Sinh chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phát Sinh.